chưa? Trời ơi, mừng một cái không gì mừng hơn. Trời, lê lết giờ bắt mang mỗi chó này được rồi. Đói hả? Đói, nó nói nó dạng lại á. Nó nói nó dạng, trời ơi. Hết luôn, trong cống luôn. Nãy anh lấy ra anh xong nó ăn luôn, nó ăn ý gì đâu. Ồ, lông xong. Cái đó là hôm bữa nó gớt cái lông á. Rồi cái anh mới bắt nó ra cho nó uống thuốc á. Mà cái nó dãy cái gụng gụng một lớp lông đó. Rồi cái anh mới hẹn, anh mới sẵn anh dạch cái bông ra mà nó bầm tím luôn á. Là hôm bữa nó gớt cái lông xuống cái bầm bìa bầm á. Rồi nó đang ra lại đó. Nãy xuống nó lộn với mấy con bổi giờ lông lá theo tôi chứ. Sao ngắt gì dữ vậy? Sao ngắt gì dữ trời? Nào á? Hả? Sao ngắt dữ trời? Trời ơi, em thấy cầm cây em tưởng nó tung không rồi thôi. Thiệt tình. Thấy cầm cây đâu, nghĩ đâu, bay ra đâu. Vô đi dẫn đi. Chết luôn. Anh thấy đậu đâu? Trời ơi, phải biết dục gan mà em bỏ 2 lòng gan chụp cái bội là ngon rồi. Sợ nó không biết chơi chứ. Có đó con mồi, lực luôn hả? Chết luôn.
đi vô đây. Quay nè. Xuống con. Nó lá như con bổi lông lá banh hết rồi chứ nó.
Chị nhìn nó thấy mọi người không? Thấy không? Cứ thấy không? Nhiều không?
Khỏe rồi. Chú này chết rồi Vino ơi. Rồi, dính tới trên đây luôn. Đừng giải phân nghe cho đi nhé không. Đi lấy lòng bỏ vô. Thổ lực sĩ đeo từ hồi thần sáng đeo tới qua giữa chiều sáng mới qua gậy kèo một thủy luôn chưa lòng. Ừ, hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Trời ơi. Mừng một cái không gì mừng hơn. Trời. Lê lết giờ bắt mang mỗi chó này được rồi. Ôi. Đói hả? Đói nó nói nó dạng lại á. Nó dạng trời ơi. Hết luôn trong cống luôn. Nãy anh lấy ra anh xong nó ăn luôn, đâu có ăn ý gì đâu. Ôi. Ồ, lông xong. Cái đó là hôm bữa nó gớt cái lông á, rồi cái anh mới bắt nó ra cho nó uống thuốc á, mà cái nó dãy cái gụm gụm một lớp lông đó. Rồi cái anh mới hẹn anh mới sẵn anh dạch cái lông ra mà nó bầm tím luôn á, là hôm bữa nó gớt cái lông xuống cái bầm bìa bầm á. Rồi nó đang ra lại đó. Nãy xuống nó lộn với mấy con bổi giờ lông lá theo tôi chứ. Hồi nãy xảy ra buồn cho người luôn, không dám mà lấy cái quay clip cho cả nhà xem luôn. Dính rồi mới dám quay nè. Rồi trời, sáng giờ đâu sáng hai anh em đi hồi tầm khoảng 3 giờ mấy sáng nha. Sẵn đi giao cu rồi hai anh em đi sớm vào đây hừng sáng vừa ấp hai con bổ nó vừa xuống chơi luôn. Vừa xuống chơi rồi hồi cái ông có ông chú kia ra ông làm uống nước đó con. Đó thấy không? Trời khác sáng giờ mà. Để phải vô sớm thì đâu có khác gì đâu. Sáng giờ ăn lúa thì nó hợp lý vậy. Để ngụm đi. Ôi trời, ngon lá thôi trời. Cái cây cắn ngon hơn là cái đàn ông. Ôi trời. Tính ra hai anh em đeo bắt lại nó là hồi sáng Di cài hai kèo là kèo thứ hai nó xảy đó nha. Kèo đầu là Di ấp con MH06 nó gù dưỡng bổi mà ông chú không ra ông làm. Rồi tới kèo thứ hai Di mấy giờ kèo Di gài nó thì nó xảy ra tầm khoảng 6 giờ mấy á. Hai anh em đeo tới giờ là 3 giờ mấy, 4 giờ hay mấy giờ trên? 3 giờ mấy à. Rồi nhà thấy mấy tiếng đồng hồ. Hồi nãy Di có điện anh Vinh nữa, tính khi nhà anh Vinh vô đem cái lụp vô đang bắt nữa. Anh Vinh gòm đó nha. Tại vì Di hôm nay Di đi gài qua đây là gần ở nhà của anh Vinh gòm. Rồi hai anh em xảy xong mới trực nhớ, mình tính nãy có điện anh nữa. Mà giờ bắt dính này. Chút xíu điện lại cho anh hay cho anh mừng. Ôi, mừng quá trời mừng quá nha. Hai anh em sáng giờ đeo nó từ sáng giờ luôn. 6 giờ mấy cho 6 giờ rưỡi đi, đeo tới giờ tới 3 giờ rưỡi nhà thấy mấy tiếng mòn. Nhưng mà nãy lại uống dừa không chịu lên tiếng nha. Chắc rồi đó. Rồi chắc bơ luôn nè. Ôi, nói chung là còn hơn nữa nha. Ôi trời, con này là con thổ lực sĩ cả nha. Đói, ăn lúa không? Đói dạng ha, mốt mà biết bỏ đói dạng. Ôi nha, ôi Di xin kết thúc video ra đây cả nha. Hên. Rồi đây clip của nó về nhà đây cả nha. Lông nó còn chóc một lỗ cánh nè. Đây nè. Về tới nhà đó. Bow, 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 bow.
Rồi nha cả nhà. Di cảm ơn cả nhà đã xem video của Di nha. Rồi Di chào cả nhà.